Kính chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố hai cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư và một nguyên cán bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh về tội đưa và nhận hối lộ. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Hữu Trường Giang, sinh năm 1979, trú tại khu Ninh Xá 5, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện là chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Thị Lan Hương, sinh năm 1991, trú tại khu phố Hưng Phúc, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Thị Thoan, sinh năm 1987, trú tại Tổ dân phố Tam Tầng, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nguyên là nhân viên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Trường Giang và Trần Thị Thoan, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Lan Hương. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các đối tượng đã có hành vi đưa và nhận hối lộ để được ưu tiên cấp nhanh giấy chứng nhận. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Trong vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 12 bị can ở hai nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương, cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2024, cơ quan điều tra đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án, nhưng sau đó, tháng 7 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 9 bị can bị khởi tố trước đó, gồm Phan Văn Sang, Hoàng Quốc Vượng, Phương Hoàng Kim, Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng và 4 bị can khác. Thời hạn tạm giam 1 tháng 28 ngày kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2024 đến ngày 8 tháng 9 năm 2024. Trong bản kết luận điều tra ban đầu, 9 bị can này bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Cơ quan điều tra khởi tố thêm 3 bị can ở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, gồm Nguyễn Duy Khánh, cựu Cục Phó, Trần Văn Định, cựu Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Phạm Quang Vinh, Phó Phòng Thanh tra Kiểm tra 1. Các bị can này bị tạm giam và khám xét. Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 cá nhân này về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng ra lệnh hoãn xuất cảnh đối với nhiều cá nhân liên quan khác. Theo kết quả điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bị can Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc Bộ Công Thương tham mưu cho Thủ tướng thực hiện quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi. Hành vi phạm tội của hai bị can gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam số tiền 937 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Hoàng Quốc Vượng đã nộp 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả và được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như được Bộ Công Thương gửi văn bản ghi nhận đóng góp, cống hiến, đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm, thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội, có nhiều thành tích trong công tác. Đối với ông Phương Hoàng Kim, bị can này được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2013,
được Chủ tịch nước Lào tặng bằng khen năm 2010 và Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen trong quá trình công tác. Do đó, cơ quan điều tra Bộ Công an kết luận bị can Phương Hoàng Kim được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm 5 khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Cùng tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 7 bị can khác gồm Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Danh Sơn, Nguyễn Hữu Khải, Đỗ Ngọc Tuyền, Trương Hoàng Dũng, Phan Văn Sang. Các bị can này có hành vi sai phạm khi Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực, công ty mua bán điện công nhận ngày vận hành thương mại. Cục Thuế tỉnh Bình Phước hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với hai nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể, tại quyết định số 940 ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2011-2016. Lý do, ông Lê Thanh Dũng đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật, ông Lê Thanh Dũng tính từ ngày công bố quyết định số 1180 ngày 8 tháng 4 năm 2024 của tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Còn tại quyết định số 941 ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Tuấn Quốc, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông Lê Tuấn Quốc đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1178 ngày 8 tháng 4 năm 2024 của tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Tại kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, gói thầu số 4 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm khuyết điểm này thuộc về các ông Đặng Quốc Khánh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lương Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Hà Giang và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tiến Dũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông Nguyễn Văn Sơn, Lương Văn Đoàn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Lê Minh Đức.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Đặng Quốc Khánh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang lãnh đạo chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.